Chào các em à, rất vui khi gặp lại các em ở vòng thi số 8 Vinbit của khối lớp 7. Các em chuẩn bị nháp và máy tính bỏ túi. Bài thi đầu tiên, sắp xếp các ô tăng dần. Rồi, như thường lệ thầy sẽ chuẩn bị một tờ nháp để lưu kết quả trong quá trình làm ha. 80/11, ta đổi ra số thập phân sắp xỉ luôn đi các em để hồi dễ so sánh. 7,27 ha. Rồi tiếp theo, x phần y bằng 7/4. Như vậy có nghĩa x là 7 phần, còn y là bằng 4 phần. Cái này thầy đã dạy, cái loại này tôi dạy kỹ ở trong cái khóa học V71 rồi các em nhé. Như vậy 4x trừ 5y bằng 72, thì nó sẽ đổi thành công thức sau đây. X là 7 phần, vậy 4x sẽ là 28 phần. Còn y là 4 phần, vậy 5y sẽ là 20 phần. Và trừ nhau thì bằng 72. 28 phần trừ 20 phần còn là 8 phần. 8 phần bằng 72, suy ra 1 phần sẽ bằng 9. 9, 8, 72 không? Từ đây các em suy ra x sẽ bằng 7 nhân 1 phần là 7 nhân 9 là 7 nhân 9 63. Còn y sẽ bằng gì? 4. 4 nhân 9 36. Như vậy từ đây chúng ta có là x trừ y tất cả bình, x trừ y tất cả bình sẽ bằng 63 trừ 36 tất cả bình. 63 trừ 36 là mấy à? 63 trừ 36 là bằng 27. 27 bình kìa, 27 bình thì lấy máy bấm thôi, 729 ha. 729. Bài tiếp theo, ta đưa hai bên dấu bằng về hai lĩ thừa giống nhau phần số mũ. 2x cộng cho 1/3 tất cả mũ 3 thì sẽ bằng trừ 8 hả? Trừ 8/27, như vậy nó sẽ bằng là trừ 2/3 tất cả mũ 3. Hai lĩ thừa giống nhau phần số mũ mà lại bằng nhau, như vậy suy ra hai cơ số phải bằng nhau. Vậy là 2x cộng cho 1/3 sẽ bằng trừ 2/3. Từ đây các em suy ra là 2x sẽ bằng trừ 2/3 trừ tiếp cho 1/3, và cái này nó sẽ bằng là trừ 1. 2 nhân x bằng trừ 1 thì suy ra x sẽ bằng trừ 1/2. Thay đổi ra số thập phân cho dễ so sánh, trừ 0,5. Trừ 0,5. Tiếp tục, bài toán quen thuộc của tỷ lệ thức. X là 3 phần, y là 7 phần, như vậy cộng lại sẽ là 10 phần. 10 phần 10p đi. 10 phần bằng 110, vậy suy ra 1 phần sẽ bằng 11. 1 phần bằng 11 mà x thì chiếm 10 phần, xin lỗi 3 phần, thì x bằng 33. 3 nhân 11 là 33 đó mà. 33 đi. Tiếp tục, bài này các em coi cả cái 2x trừ 1 như là một số chưa biết luôn ha. Thì 2x trừ 1 sẽ bằng tích 2 ngoại tỷ chia cho trung tỷ kia, tức là nhân chéo chia ngang đó, trừ 0,5 nhân cho trừ 0,6, rồi tất cả các em đem chia cho 0,2, chia 0,2, vậy 2x trừ 1 sẽ bằng 0,5 nhân 0,6 chia 0,2 bằng 1,5. Từ đây 2x sẽ bằng 1,5 cộng 1 là bằng 2,5, rồi x sẽ bằng 2,5 chia đôi
Như vậy x sẽ bằng 1,25. Thấy không? 1,25. Xong. Cái số đó thì để nguyên thôi, 56,2333 thôi, chu kỳ. Trừ 1/7 chia ra số phân cho dễ so sánh. Trừ 0,142. Thì sắp xỉ rồi đó. Bài tiếp theo lại là một bài tỷ lệ thức, thấy không? Cái này khóa học V71 nó giúp chúng ta rất nhiều. Bây giờ mình phóng to cái đề coi, con mắt thầy nhìn không có rõ. X phần 5 bằng y phần trừ 4 bằng z phần 6. X phần 5 bằng y phần âm 4 bằng z phần 6. Vậy thầy cho nó bằng k luôn đi. Bằng gì không biết, cho bằng k. Từ đây suy ra x sẽ bằng 5k, y sẽ bằng trừ 4k và z sẽ bằng 6k. 5 phần, âm 4 phần và 6 phần. Từ đây các em suy ra x, y, z sẽ bằng 5 phần nè, nhân cho trừ 4 phần nè, và nhân cho 6 phần nè. Như vậy nó sẽ bằng là 5 x 4 x 6 trừ 120, nhân cho k nhân k nhân k là k mũ 3 ha. Theo đề, theo đề thì x, y, z là bằng 15, đúng không? Thì suy ra là âm 120 k mũ 3 là bằng 15. Từ đây các em suy ra là k mũ 3 là bằng 15 chia cho âm 120. Rút gọn phân số này, 15 chia cho âm 120 là bằng âm 1/8. Bằng âm 1/8 đây. Số nào mũ 3 lên bằng âm 1/8, các em nói tôi nghe coi. Đó chính là số âm 1/2. Rồi, k bằng âm 1/2, tức là bằng âm 0,5 đó. Rồi tiếp tục, 2x, người ta bắt tính 2x cộng y và trừ cho z nè. 2x tức là x là 5 phần, vậy 2x sẽ là 10 phần, 10k. Cộng y là cộng cho âm 4k, âm 4 phần đó. Rồi trừ cho z tức là trừ cho 6k. 10 phần cộng cho âm 4 phần là thành 6 phần. Ủa? 6 phần trừ 6 phần là hết. Ủa, nãy giờ mình tính gì tùm lum. Vậy nó bằng 0 à? Hai nhân x là 2 nhân cho 5 là 10 rồi. Cộng y là cộng cho âm 4. Cái số này phải số 6 không vậy? 5, 6. Vậy bằng 0 à? Vậy là mình tính cái k trên này vô nghĩa rồi. Phí. Này bằng 0 nha. 0 à. Coi đề có sai không biết. Hay là thầy nhìn đề không rõ là chỗ này số 8 hay số 5 này không biết. Rồi cái này bằng 0. Như vậy không quan trọng k nữa. K bằng bao nhiêu nó cũng bằng 0. Rồi tiếp tục. Cái này lấy máy bấm thôi kìa. 1/64 cộng 1/36. Rồi lấy căn. 5/24 là 0,208. 0,208 à. Tiếp tục. Cái này mình gọi máy tính luôn.
dùng chức năng phân nhớ mà thầy đã dạy trong khóa học V71 ha. 5/4 - 1 + 2/5. Rồi xong cái tử. 1/3 - 1/6 + 1/15. Xong cái mẫu. Rồi lấy tử chia mẫu. -1. 25/14 tức là 1,78. 1,78 kìa. Rồi, bây giờ ta sẽ chọn tăng dần. Đầu tiên sẽ là số âm 0,5. Nếu mình tính đúng. Xóa. Đúng. Tiếp theo là âm 0,1. Rồi, ok. Tiếp theo là số 0. Mình đã tính đúng. Rồi tới 0,2. Đây. Tới 1,25 nhỏ nhất. Tới 1,78 nhỏ nhất. Rồi tiếp theo là còn lại là 7,2, 33, 56 và 729. Xong bài toán ha. Ta qua vòng thi số 2. À, bài thi số 2. Ồ, cóc vàng thầy 3. Thì theo thầy đánh giá thì cái vòng này là khó chịu nhất kia. Bởi vì mình sai câu nào là mình mất trắng điểm câu đó luôn. Không có cơ hội đạt điểm tối đa nữa ha. Còn vượt chướng ngại vật hay là đám mây hay là kho báu thì mình sai thì mình vẫn có thể là lấy lại điểm tối đa được. Các em đợi thầy xíu nha. Rồi trở lại bài kia. Bắt đầu. Với n là số tự nhiên. Hãy so sánh hai cái đó. Bây giờ thầy giải nhanh bằng toán học luôn. Biểu thức A. Ở trên tử thầy để nguyên n cộng 2 coi như một số. Ở dưới thầy dùng tính chất phân phối 2 nhân n cộng 2 nhân 2. Vậy lấy 2 ra dùng chung. Vậy là ở trong còn lại là n cộng 2. Rồi rút gọn. Ở trên này chính là n cộng 2 mà nhân với 1 và bằng chính nó. Như vậy rút gọn các em sẽ thấy là ra 1/2. À 1/2. Còn b thì bằng gì? B thì bằng 2/1/2 tức là 5/2. Chia cho 5 tức là bằng 5/2 nhân cho 1/5 là bằng luôn 1/2. Thì hai cái này bằng nhau các em nhé.
rút gọn tỷ số này thì các em lấy 8/7 chia cho 8 thôi, chia 8 thì bằng 8/7 nhân cho nghịch đảo là 1/8 là bằng 1/7. Hỏi dễ quá nhờ. Khẳng định nào đúng? Bây giờ các bạn dùng kỹ thuật thầy đã dạy ở trong khóa V71 để kiểm tra nhanh đi. 36/-48 đem so sánh với lại -28/35. Sai kìa. Này sai. Cái này lớn hơn này. Rồi tiếp tục dùng kỹ thuật thầy dạy trong khóa học V71, tiếp tục so sánh hai anh dưới. -22/9 so với lại 33/7. Đúng kìa, cái này đúng nè. Cái này lớn hơn cái này. Cái này mà ngồi quy đồng rồi, quy đồng mẫu rồi mệt lắm các em nha. Dùng kỹ thuật thầy dạy trong V71 đi cho nó nhanh. Cái này là đúng. Chọn luôn cái đúng. Tiếp tục. X và Y tỷ lệ thuận với nhau thì hệ số tỷ lệ thuận của Y đối với X thì các em lấy Y chia X thôi. Tức là lấy 2 chia 10 là bằng 1/5. Còn nếu người ta hỏi hệ số tỷ lệ của X đối với Y thì các em lại lấy X chia cho Y là ra 5. Cái tỷ lệ thuận nó lằng nhằng lắm. Còn tỷ lệ nghịch thì khỏe. Thằng này tỷ lệ nghịch với thằng kia thì thằng kia cũng tỷ lệ nghịch với thằng này theo cùng hệ số. Ở đây hệ số của Y đối với X là lấy 2 chia 10 là bằng 1/5. Tiếp tục bài này. Tính số đo góc A. Tính số đo góc A. Rồi người ta cho ba điều kiện sau đây. Góc A trừ cho góc B bằng 22. Rồi góc B trừ cho góc C thì bằng 22. Như vậy là ta suy ra điều gì? Ta suy ra hai cái đó bằng nhau kìa. Đúng không? Góc A trừ cho góc B sẽ bằng góc B trừ cho góc C. Gì nữa? Cùng bằng nhau, cùng bằng 22 mà. Rồi giờ các em thực hiện quy tắc chuyển vế đổi dấu học ở lớp 6 rồi nha. Thì ta có là trừ góc B, chuyển B qua bên này, đổi dấu là thành trừ, và chuyển trừ góc C qua bên này, đổi dấu thành dấu cộng. Như vậy là nó sẽ bằng là 0. Chuyển qua hết rồi thì bên kia bằng 0. Rồi góc A, góc A mà trừ góc B rồi trừ thêm góc B nữa, như vậy là nãy giờ trừ 2 lần góc B rồi đó. Rồi được cộng lại cho góc C thì bằng 0. Bây giờ các em lại có một cái luật mà ai cũng biết, đó là tổng ba góc. Tổng ba góc của tam giác thì bằng 180 độ, đúng không? 180 độ. Rồi bây giờ các em sẽ làm việc. Bây giờ nè, góc A trừ 2 lần góc B rồi cộng góc C thì bằng 0. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là góc A cộng cho góc C trừ 2 góc B thì cũng bằng 0. Góc A trừ 2 góc B rồi cộng lại góc C thì coi như là góc A cộng góc C rồi trừ 2 góc B cũng được. Ta chuyển, ta đổi chỗ các số hạng mang theo dấu đó, tổng đại số mà. Góc A cộng góc C đem trừ cho 2 lần góc B đó, thì bằng 0. Có nghĩa là tổng của góc A với góc C đó, là bằng 2 lần góc B. Đó, các em phải lăn chỗ này. Tổng góc A góc C trừ gấp đôi góc B là bằng 0. Có nghĩa là tổng góc A góc C là bằng 2 lần góc B. Đó. Bây giờ các em có là góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180. Có nghĩa là góc A cộng góc C rồi cộng góc B bằng 180 đó ha. Bây giờ góc A cộng góc C này nè, thầy không để là góc A cộng góc C nữa, mà thầy thay thế bằng cái lượng bằng nó là bằng 2 lần góc B ha. Thầy đem xuống đây. A cộng C là bằng 2 lần góc B mà. A cộng C là bằng 2 lần góc B. Như vậy là A cộng B được
a cộng c được cộng cho b nữa, tức là hai lần gốc b cộng một lần gốc b là bằng 180 ha. Từ đây suy ra là ba lần gốc b là bằng 180. Gấp 3 lần gốc b bằng 180 thì gốc b sẽ bằng 60 độ. Gốc b bằng 60 thì góc a sẽ tính làm sao? Góc a trừ đi góc b thì bằng 22. Như vậy góc b bằng 60 rồi thì góc a sẽ bằng 60 cộng 22, tức là bằng 82. Xong bài toán các em nha, tu tới tu lui sẽ hiểu thầy giảng cái gì thôi. Ồ, lại bài toán đó nữa. Lại bài toán kiểu này nữa. Hai lần góc a bằng 3 lần góc b. Bây giờ thầy lấy hai bên, hai phe này nè, thì chia cho 6. Hoặc là dùng tính chất tỷ lệ thức thì các em sẽ có cái này chia cho 6 thì cũng bằng cái bên kia chia cho 6 thôi. Hai cái bằng nhau thì cùng chia cho 6 sẽ tạo thành hai kết quả bằng nhau ha. Như vậy mình có là gì? 2 rút gọn với 6, như vậy là ta còn góc a trên 3 sẽ bằng góc b trên 2. Suy ra góc a là bằng 3 phần. 3x 3 phần đi. Còn góc b là bằng 2 phần. Góc a 3 phần, góc b 2 phần. Như vậy. Như vậy 4 lần góc a. Góc a là 3 phần, như vậy 4 lần góc a sẽ là 12 phần. Góc B là 2 phần, như vậy 3 lần góc B sẽ là 6 phần. Theo đề thì 4 lần góc A cộng 3 lần góc B là bằng 180, như vậy có nghĩa là 12 phần cộng 6 phần là bằng 180. 12 cộng 6 là 18 phần bằng 180. Suy ra 1 phần là bằng 10. 1 phần là bằng 10. Thì từ đây các em tính được góc A ha. Góc A là bằng 3 phần. Góc A là bằng 3 phần, mà mỗi phần là 10, vậy góc A sẽ bằng 30. Góc B là 2 phần, mà mỗi phần là bằng 10, như vậy góc B sẽ bằng 20. A bằng 30, góc B bằng 20. Thì từ đây suy ra góc C. Góc C sẽ bằng 180 trừ cho 30 trừ 20 nữa là bằng 130. Đây các em, đáp án này ha. Tiếp tục. Giá trị tuyệt đối của x. Người ta cho x dương, x lớn hơn 0 thì giá trị tuyệt đối của x là bằng chính nó. Cái này các em học rồi. Người ta cho y âm thì suy ra giá trị tuyệt đối của y. Giá trị tuyệt đối của y sẽ bằng đối của nó, tức là trừ y. Như vậy là khi đó đề cho gì? Giá trị đối x bằng giá trị đối y, tức là x sẽ bằng trừ y đó. X bằng trừ y thì chuyển vế đổi dấu, các em sẽ có x cộng y sẽ bằng 0. Đáp án này đây. Đây là đáp án chính xác ha. Bài này x sẽ bằng âm 3 phần, y sẽ bằng 5 phần. Tại sao vậy? Những em mới vào thì cũng không biết hả? Cái này là nội dung thầy dạy trong khóa học V71 các em nhé. Vô trang web của thầy buồnngônluận.wordpress.com, chọn khai giảng các khóa luyện thi online.
các em chọn khóa học V71 rồi đăng ký theo video hướng dẫn. Học phí 100.000 là cho toàn cái khóa học V71 này. Và các em phải hiểu như này nè, các cái khóa học này không phải là thầy giải lại những cái vòng đã qua đâu, không phải đâu. 19 cái đề thi này thì nó đều gồm những cái phần kiến thức giống nhau, chỉ khác nhau mức độ thôi. Đề nào cũng có phần đó, phần kia, phần nọ. Như vậy là để muốn giải quyết tất cả các đề này thì các em phải có kiến thức để giải quyết những cái phần đó, phần kia, phần nọ ha. Ví dụ phần đại số hay là hình học hay là số học vân vân. Giá trị nhỏ nhất hay giá trị tuyệt đối hay là tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch hay là đồ thị vân vân. Thì các cái khóa học này thầy sẽ giải các cái mảng đó. Tham gia các cái khóa học này thì các cái mảng kiến thức là các em sẽ được nắm chắc luôn. Khi người ta ra bất cứ cái bài toán nào ở trong rơi vào mảng kiến thức đó, các em đều giải được ha. Như vậy có nghĩa là học cái khóa học này, các em sẽ được ứng dụng trong tất cả các cái vòng thi, chứ không phải là giải lại những vòng thi đã qua vậy nhé. Rồi trở lại, trong khóa học V71 thì thầy dạy rất kỹ cái loại toán ứng dụng tính chất giải số bằng nhau này ha. Bây giờ những em chưa tham gia khóa học thì thầy giải nhanh như sau: x trên trừ 3 bằng y trên 5. Chẳng biết bằng bao nhiêu, thầy đặt là k đi. Như vậy thầy mới có cái ở dưới nè, thấy không? Bây giờ x nhân y thì tức là trừ 3k nhân cho 5k, thì theo đề nó bằng là trừ 5/27. Từ đây các em suy ra là trừ 15k mũ 2. Trừ 3 nhân 5 là trừ 15. Phép nhân có tính giao hoán không? Rồi bằng trừ 5, trừ 5/27 nè. Rồi từ đây các em suy ra k bình phương sẽ bằng trừ 5/27 chia cho trừ 15. Chia đây, trừ 5/27 nè, chia cho trừ 15, nó sẽ ra 1/81 kem. 1/81. Từ đây các em sẽ suy ra là k bằng cộng hoặc trừ 1/9. Với k bằng 1/9 thì các em sẽ thay thế vào trên này, các em sẽ tính được x và y. Vậy là có một cặp x y rồi đó. Rồi tiếp tục là k bằng -1/9 nữa thì ta lại sinh ra một cặp x y theo công thức x bằng trừ 3 nhân k, y bằng 5 nhân k. Vậy ta có hai cặp x y rồi đó. Hai cặp. Người ta không hỏi x y bao nhiêu, chỉ hỏi số cặp thôi. Vậy mình nhập số 2 thì chứ quan tâm x bằng nhiêu, y bằng nhiêu cho mệt. Bài này cũng vậy. Bài này cũng giống cái loại toán vừa rồi các em ha. Bây giờ x y bằng x cộng y, vậy x y trừ x hay là x y trừ y đi sẽ bằng x. Rồi x y trừ y thì thầy ghi là x y trừ y nhân 1. Rồi ở dưới là thầy dùng tính chất phân phối nè, x trừ 1 tất cả nhân cho y sẽ bằng x. Và từ đây thầy suy ra là y, y sẽ bằng x chia x trừ 1. Như vậy là bằng x trừ 1 cộng 1 chia cho x trừ 1. Sau đó phân tách ra, tách ra thành x trừ 1 trên x trừ 1, rồi cộng cho 1 trên x trừ 1. Vậy là bằng 1 cộng cho 1 trên x trừ 1. Y phải là số nguyên. Như vậy là cái biểu thức thầy tô đen này phải là số nguyên nè. Như vậy là 1 phần x trừ 1 phải là số nguyên. Từ đây suy ra x trừ 1 phải là ước, ước của 1. Mà ước của 1 thì có hai ước là 1 và -1 ha. Vậy ta sẽ tìm được hai giá trị x. Hai giá trị x rồi thì nó sẽ sản sinh ra hai giá trị y. Vậy x trừ 1 nó sẽ bằng là 1 cũng được mà trừ 1 cũng được nè. Và từ đó các em suy ra x là x nó sẽ bằng 2 hoặc là 0. Và từ đó các em suy ra y, y sẽ có hai giá trị tương ứng. Như vậy ta có hai cặp x đi. Bài tập cuối cùng, chữ số hàng đơn vị. Chữ số hàng đơn vị thì các em để ý nè, 3 mũ 4
thì nó sẽ ra 81, tức là ra hàm số có đuôi bằng 1 đó. Như vậy là 3 mũ 2016 thì nó sẽ bằng 3 mũ 4. 3 mũ 4. Tất cả mũ 2016 mình chia cho 4. 504. Như vậy là nó bằng 81 mũ 504 chứ. Mà số có đuôi bằng 1 á, thì cái mũ bao nhiêu lên thì nó cũng ra số có đuôi bằng 1 hết nha. Tiếp tục. 2 mũ 2017. Bây giờ các em coi 2 mũ mũ 3 bằng 8. 8864 này. 2 mũ 5 thử coi, 32. Coi có ra mũ đặc biệt không. 2 mũ 1 là đuôi bằng 2 này. 2 mũ 2 thì đuôi bằng 4 này. 2 mũ 3 thì đuôi bằng 8 nè. 2 mũ 4 thì đuôi bằng 6 nè. 2 mũ 5 thì đuôi bằng 2 nè. 32 á. Đây nha. Đây là 16, đây là 32. Rồi, 2 mũ 6 thì em thấy đuôi bằng 64. 2 mũ 8, 2 mũ 7 chứ, thì là bằng 128. 128. Vậy các em thấy cái đuôi bắt đầu lặp lại nè. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8. Chắc chắn cái tiếp theo sẽ là đuôi là bằng 6. Mà đúng luôn, 256 đây. Vậy các em thấy lặp lại 2, 4, 8, 6 không? 2, 4, 8, 6 theo chu kỳ từng nhóm 4 thằng. 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 ha. Đó, bây giờ 2 mũ 2017 thì các em lấy 2017 chia 4 thì dư mấy? Dư 1 đúng không ta? 2017 nè chia 4 đúng dư 1 luôn, suy ra là 2 mũ 2017 có tận cùng. Có tận cùng sẽ là cái số đầu tiên này, cái số đầu tiên của cái bộ cuối cùng á. Số đầu tiên là lẻ ra là số 2 ha. Rồi, anh này có tận cùng là 2, còn 3 mũ 2016 thì có tận cùng là 1, nhân nhau sẽ tạo thành một số có tận cùng là 2. Hiểu không? Tua tới tua lui sẽ hiểu thôi ha, tận cùng là 2 các em nha. Bài thi số 3. Thỏ vượt mê cung. Rồi. Bây giờ thầy vẽ hình cho góc AOB. Rồi có vuông góc. Rồi vuông góc. Sắp tới thầy sẽ ra những khóa học về hình học. Nó sẽ giúp các em giải quyết trọn vẹn các cái bài hình học trong tất cả các cái vòng. Thì cố gắng tham gia nếu có hứng thú ha. Đây góc AOB. Rồi OM thì vuông góc với OA. Còn ON thì vuông góc với OB. Rồi, bây giờ thầy gọi các cái số đo này là X, Y và Z đi. Cái góc AON là X độ, góc MON là Y độ, góc MOB là Z độ.
Bây giờ các em sẽ thấy xảy ra điều gì. Rồi, theo dõi. Rồi, giờ các em theo dõi ha. X cộng Y là bằng 90 nè. Bởi vì góc AOM là vuông. Rồi Y cộng Z cũng bằng 90 nè. Bởi vì góc BON là vuông. Giờ thầy cộng lại. Thầy cộng lại các em. Trái bằng phải thì thầy lấy cái phe trái trên cộng cho cái phe trái bên dưới nè. Thì nó sẽ bằng 90 cộng 90 là 180. Từ đây các em thấy là X cộng Y cộng Z thì bằng 180. Giờ thầy nhóm X, Y, Z lại thành nhóm. X cộng Y cộng Z thành nhóm. Giờ còn sót chữ Y đúng không các em? Thầy đẩy ra cuối. Cái này bằng 180. Mà các em để ý cho thầy nè. Các em để ý cho thầy đi. Là x cộng y cộng z thì bằng bao nhiêu? X cộng y cộng z, x cộng y cộng z chính là góc AOB. Mà AOB đề cho bằng 140 rồi nè. Đúng không? Bây giờ chỗ x, y, z trong mặt đó chính là 140. Rồi cộng y bằng 180. Y không biết bao nhiêu nhưng mà cộng 140 bằng 180. Vậy suy ra y sẽ bằng 40. Vậy thôi. Này hơi khó ha. Các em ngẫm nghĩ lại đi, suy nghĩ đi rồi mới hiểu. Và trong cái khóa học V72 mà thầy đang thiết kế đó thì mấy bài này là mấy bài bình thường ha. Các em làm riết cho nó quen à. Một loạt những ví dụ về những bài giống như vậy sẽ được thầy giới thiệu trong khóa V72, các em đón xem nha. Đón xem và đăng ký học. Nó sẽ tốt cho kiến thức toán của các em. Thi viên bích cũng được mà thi học sinh giỏi cũng được. Sau này nâng cao lên thi lớp 8 ha. 40 ha? Phải 40 không? Đúng rồi, y 40. Rồi, ngay cái cục đá đầu tiên thấy có vẻ xương xẩu à. Rồi, cái này mình làm nhiều rồi. Ta cố gắng đưa hai bên dấu bằng về hai lũy thừa giống nhau phần cơ số. Trừ 1/2 mũ 16. Mũ 16 là mũ chẵn. Như vậy là trừ 1/2 mũ 16 cũng bằng 1/2 mũ 16 thôi. Còn 1/8 là thầy ghi thành 1/2 tất cả mũ 3 đi. Rồi 1/8 mũ 3. Như vậy là 1/2 mũ 3 rồi tất cả mũ 3 nữa. Và nó sẽ bằng là 1/2 tất cả mũ x. Vậy ta có là gì? 1/2 mũ 16 nhân cho 1/2 mũ 9 thì bằng 1/2 mũ x. Rồi 1/2 mũ 16 nhân 1/2 mũ 9 sẽ bằng là 1/2 mũ 25 bằng 1/2 mũ x. Từ đây suy ra x sẽ bằng 25. X bằng 25. Bài này các em dùng kỹ thuật V71 thầy đã dạy, làm nhanh 2 mũ 21 đem so sánh với 3 mũ 14. Rồi ok, nhỏ hơn các em. Còn nếu làm bằng toán học thì làm như thế nào đây? Thì cái này là bài toán cơm bữa ở trên lớp mà. 2 mũ 21 và 3 mũ 14 thì các em đưa về cùng số mũ hoặc là cùng cơ số ha. Nó chính là 2 mũ 3 tất cả mũ 7. Còn ở dưới chính là 3 mũ 2 tất cả mũ 7.
Rồi ở trên. Ở trên chính là 8 mũ 7. Ở dưới tức là 9 mũ 7. 8 mũ 7 thì nhỏ hơn 9 mũ 7 là cái chắc rồi. Vậy 2 mũ 21 sẽ nhỏ hơn 3 mũ 14. Chà, kinh. Bài này là một bài toán bình thường. Hình như chính là bài giống bài mẫu trong khóa học V71 mà thầy đã dạy các em luôn ha. Ta làm nhanh. X phần 2 sẽ bằng Y phần 3 theo giả thiết cho. Tiếp tục. X phần 3 lại bằng Z phần 5. Bằng Z phần 5. Để cho. Rồi cái công thức thứ nhất thầy nhân hai bên dấu bằng cho 1 phần 3. Cái công thức thứ hai thầy nhân hai bên dấu bằng cho 1 phần 2. Như vậy ta sẽ có công thức nè. X phần 6 bằng Y phần 9. Công thức thứ hai sẽ đổi thành là X phần 6 bằng Z phần 10. X phần 6 bằng Y phần 9, rồi X phần 6 lại bằng Z phần 10 nữa. Vậy bắt cầu ba cái này bằng nhau. Không. X phần 6, Y phần 9 và Z phần cho 10 bằng nhau. Có nghĩa là X chiếm 6 phần, Y chiếm 9 phần và Z là chiếm 10 phần. 6 phần, 9 phần, 10 phần. Giờ X mũ 2, X mũ 2 cộng Y mũ 2 cộng Z mũ 2 là bằng 2/17 chia 4. Đây là đề cho ha. Giờ các em đổi công thức này thành công thức mới. X là bằng 6 phần. Như vậy là chỗ X mũ 2 đó sẽ thành 6 phần tất cả mũ 2. Y là 9 phần. Như vậy Y mũ 2 sẽ thành 9 phần tất cả mũ 2. Z là 10 phần tất cả mũ 2. Rồi 6k tất cả mũ 2 thì ta dùng lũy thừa của mục tích thì bằng tích các lũy thừa nó sẽ bằng 36k mũ 2 cộng 81k mũ 2 cộng 100k mũ 2 và bằng kia 2/17 trên 4. Rồi 36 cộng 81 cộng 100. 36 81 100 là bằng 217. 217k mũ 2 sẽ bằng 2/17 chia cho 4. Từ đây suy ra k mũ 2 sẽ bằng 1/4 kìa. 2/17/4 chia 2/17 thì bằng 1/4. Từ đây suy ra k sẽ bằng cộng hoặc là trừ 1/2. Nhưng mà ta yêu cầu là x y z là số dương, các em nhìn đề đi. X y z là dương, vậy suy ra là k bằng 1/2 thôi ha. Không ạ, vì x y z là dương. K bằng 1/2 thì suy ra x. X là bằng mấy phần? 6 phần. X là 6 phần mà mỗi phần bằng 1/2. Như vậy x sẽ bằng 6/2 là thành 3. Còn y là thành, y là 9 phần. Vậy là y là bằng 9/2. Còn z là 10 phần. 10 phần mà mỗi phần là 0.5, 1/2 đó. Vậy z bằng 5. Xong rồi. X đã xong. Y xong, z xong. Thì x cộng cho 2y trừ 2z sẽ bằng 3 cộng 2y, tức là 2 nhân 9/2 đó là thành 9. Trừ cho 2z tức là trừ cho 2 nhân 5 là thành trừ 10. Là bằng -1. À xin lỗi, bằng 2z. 3 cộng 9 là 10. 2 trừ 10 là bằng 2. Rồi, ta qua 3 cục đá chặn kho báu cuối cùng. Có lẽ là khó nhất. Dễ ẹt, chả có gì khó cả. Đây cũng là bài toán trong V71 thôi. 5x bằng 2y thì suy ra là trên 2 sẽ bằng
Y trên 5. Sẽ bằng Y trên 5. Không tin cái nhân chéo lại đi. Nhân chéo là x nhân 5 nè. 2 nhân Y này đúng luôn. Như vậy xảy ra là x là hai phần, y là 5 phần, hoặc là dùng tính chất dãy số cùng nhau luôn. X cộng y trên 2 cộng 5. X cộng y bằng 21. X cộng y bằng 21, dưới bằng 7, vậy cái này bằng 3. Vậy suy ra là x bằng 6 kìa. X phần 2 bằng 3, vậy x bằng 6. Còn y phần 5 bằng 3, vậy y sẽ bằng 15. Vậy x nhân y sẽ là gì? 6 nhân 15 bằng 90 thôi. Rồi, xong bài toán. Bây giờ thầy có việc, thầy phải bận đi một chút, cho nên là thầy sẽ lấy kho báu luôn. Còn qua cái nick số 2 thì thầy sẽ giải tất cả các cái ô này luôn, đặc biệt là hai ô này nè nha. Bây giờ thầy hẹn gặp lại các em ở nick số 2 thôi. Thầy phải bận đi một xíu. Các em nhớ vào trang web và đăng ký học các cái khóa học này ngay để nâng cao kiến thức ha. Sắp tới thầy sẽ ra các khóa V72 để luyện về hình học. Hình học là một nửa của môn toán, không thể chối cãi được đâu. Rồi, ta đã hoàn thành bài thi với số điểm tối đa. Rồi, hẹn gặp lại các em ở nick số 2. Bye bye.